Trong phiên bế mạc hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua chủ trương Đà Nẵng thu hồi 45 công trình dự án với tổng diện tích hơn 336 hectare. Trong đó có 3 dự án liên quan đến Vũ Nhôm. Ngoài các dự án được thu hồi, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng còn tính toán đến phương án chuộc lại một số dự án đất công đã được giao cho doanh nghiệp nhằm quy hoạch lại, phục vụ mục tiêu phát triển của Đà Nẵng. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc chính quyền Đà Nẵng đang thương lượng để chuộc lại dự án sân vận động Chi Lăng. Ngoài chủ trương thu hồi các dự án trên địa bàn, thì Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất thông qua chủ trương hỗ trợ 200 triệu đồng để khuyến khích cán bộ về hưu sớm. Theo dự kiến, chủ trương này được thực hiện, Đà Nẵng sẽ có 316 người, trong đó cán bộ nam có độ tuổi trên 55, cán bộ nữ có độ tuổi trên 50 sẽ được khuyến khích nghỉ hưu sớm. Thì trong cái nội dung này thì cũng sẽ có cái việc là rà soát lại cái đội ngũ, rà soát lại các cái vị trí, nhân lực cụ thể để làm thế nào đó mà cái việc thực hiện chủ trương này nó đạt được kết quả. Nó xuất phát từ cái sự nguyện vọng của cá nhân, rồi từ cái việc đó là cái chuẩn bị người thay thế cái vị trí đó. Trên cơ sở đó thì coi như mới thực hiện cái việc bố trí nhân sự thay thế, đảm bảo được cái yêu cầu điều hành công việc trong thời gian sắp đến. Kết thúc kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua 18 nghị quyết liên quan trực tiếp đến tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng. Trong đó có kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và hàng loạt giải pháp khắc phục các bất cập trong quy hoạch tại thành phố hiện nay.